buổi chiều ngày hôm nay thì em có cập nhật cho anh chị mình hai con đực ba bơ bơi một mẹ con bò cái ba bi bông thì đây là con đực ba bơ bơi đầu tiên nha sái mặt lưng thì nghiêm chỉnh lưng đôi thì đồn dài nha anh chị ba bê này thì đâm mông đích rất là muối nha anh chị to và cu dái và giò cẳng thì hoàn thiện hết nha anh chị nói chung là bò này thì em bán cho chị mình thì em đảm bảo cho chị mình hang tình trạng con bò này là nghiêm chỉnh hoàn thiện hết và bao tặc lỗi cho anh chị mình gần xa nha con bò này thì nó là dòng bò ba bơi muối tiêu nha anh chị Con này thì nó gần 9 tháng Và chiều cao thì con bò này em đo ngay xé lưng thì nó cao là 1 m chín bò nha anh chị Con bò này rất là pin muối nha anh chị, đầu trụi nữa nha Con bò này thì em bán cho chị mình giá là 17 triệu 500 ngàn nha anh chị 17 triệu 500 ha Đó, Lưng vai đều hở hết Mong đích thì nó căng cứng nha anh chị, đích muối nha, ba bơi muối tiêu con này thì rất thích hợp cho anh chị mình đem về nuôi để vỗ béo nha anh chị. Cái dòng này nuôi nó mau lên lắm nha. Đó, mới có gần 9 tháng mà anh chị ha. Rất là pin cơ nha anh chị. Anh chị em mình ở nhà mình có con bò như vậy thì anh chị mình mua về cáp vô luôn cũng ok luôn nha. Đó, thì con bò này chỉ có 17 triệu 500 ngàn anh chị. Sắp tới đây thì có chuyến giao về mỏ cài bắc Bến Tre. Và em có giao về Bình Thuận Khoan Thiết nữa. Và một chuyến giao về Ti Đức rắc Nông nữa nha anh chị cô chú anh chị mình gần xa và muốn sở hữu được cái lô bò ngày hôm nay á thì anh chị mình cứ alo chốt cọc liền tay cho em nha con đầu tiên này em nhắc lại là 17 500 cao 1 mét lễ bò nha Bây giờ thì em sẽ quay cái con mùi đực 3 bông số 2 cho cô chú anh chị mình coi luôn nha con 3B bông số 2 á là con bò này á thì nó có đòn dốc dài mông đích thì như con đầu tiên ha con này thì to lớn hơn con kia nha con này thì lông da liền lạc bóng nha anh chị Đó đen thui Đó nó có bông Bông này thì cũng khá nhiều nha Ba bê này mình gọi là ba bông nha anh chị Mặt mày thì to lớn ha Dạng bọng thì bò này nó có rồi nha anh chị Giò cẳng thì xương lớn muốn sò hết nha anh chị Đó chị mình coi ha Lưng là lưng đôi nha anh chị Con bò này thì về chiều cao thì em đã kéo thước em đo rồi nha Con bò này thì em đo ngay xá lưng thì nó cao là 1m17 bò nha đó đít rất là muối luôn Con này thì được 10 tháng nha anh chị Con này á, thì à, à, em bán cho chị mình giá là 19 triệu 500 nha Con ba bê bông được số 2 này nha anh chị 19 triệu 500 ngàn nha Con này thì lỡ bò rồi nha anh chị Cao thước 17 bò nha Đó 19 triệu 500 ngàn Thì cô chú anh chị mình ưng cái con bò số 2 này Thì cứ nhắc máy alo trực tiếp ngay cho em út nha Đó 19 triệu 500 ngàn nha anh chị ở bò này xương cẳng xương cói nha anh chị móng sò ha bao bê bông đó thuộc về khung bò lỡ nha anh chị đó anh chị mình coi ha bò này giảm bọng có rồi nha đó về anh chị mình nuôi thì rất là ok luôn bò này thì nuôi là mau lớn lắm nha anh chị khung xương to lớn ha 19 triệu 500 anh chị bây giờ thì em sẽ xem cái bò mẹ con ba bê bông ha thì em sẽ quay một bò cái trước anh chị đây là một bò cái ba bê bông ha bò này nhú sừng rồi nha nó cũng lưng đôi đồ nha anh chị xá tích và đóng nghiêm chỉnh hết mong đích thì đít muối nha anh chị con này thì phải nói là hết biết cái con bò cái ba bê bông luôn nha anh chị nó mập lắm nha anh chị con bò này thì anh chị mình coi nè do cẳng qua nhượng nó thì nghiêm chỉnh móng sò nha con này thì à, à, con bò cái con bò này thì à, anh chị coi dàn lưng lưng thì nó cũng về dạ, lưng đôi tại mấy con bò ba bơi này thì thường thường nó lực nó pin và đều là lưng đôi hết nha anh chị Bò cái này thì em đo ngay xí lưng thiện cao là anh thước 17 bò luôn nha anh chị. Đó cái này là cũng cái ba bông nha. Đó cao thước 17 bò cũng mời à. Con này thì nó được 10 tháng nha anh chị. Con này thì tại vì bò cái thì con này em sẽ bán cạo cho anh chị mình nha. Con này bán cạo cho anh chị mình luôn. 15 triệu rưỡi nha anh chị. Đó còn mẹ bên kia là mẹ con này Mẹ con này bò lỡ với tách là bán cho anh chị mình ít tiền để mua ha. Tại vì nếu mà gặp chung mẹ con này thì cũng nhiều tiền nên em sẽ tất là bán lẻ cho anh chị mình ít tiền thì mua về cạo ha 15 triệu 500 ngàn nha anh chị đó lưng đôi anh chị em bò này thì mập lắm nha đó cái ba bê bông 15 triệu rưỡi nha Đấy, cô chú anh chị mình đừng xa thì muốn mua về nuôi cạo nuôi mập đu thêm thì có lô nha bây giờ em quay em bò mẹ nè bò mẹ này thì nó là bông bay lùng nha anh chị đó bò mẹ thì nó không cao luôn ha nhưng mà nói về mát sữa thì khỏi chê anh chị con bò mẹ này thì có lan nha cái đùi miếng anh chị ha Lan bông tí nhẹ nha Đó chị thấy không lan lan ha Mặt mày nó đầu cổ thì gọn gàng Mẫu bom bay thì bò này thì nó có thùng dạo Giò cẳng thì xương ha Hoàn thiện hết móng sò hết rúng yếm qua nhượng ok hết nha Đó bò mẹ ăn dày ấy, chứ anh chị mình thấy nó đẻ con bò cái ba bơi ha Sát bên luôn anh chị thấy ớn không bò bẹ này thì em có hỏi chủ nhà thì chủ nhà nói là đã phối rồi nha nhưng mà về nhà em kêu khi khoa khám lại thì chữa luôn nha con này thì chủ nhà người ta nuôi là người ta cấy ba bê luôn nha anh chị chữa ba bê ra được 3 tháng nha em đã nhờ khuya giờ qua khám người trưa rồi nha con này chữa chắc ăn nha đã khám rồi thì em bao chữa cho chị mình con bò này bò này thì em bán cho chị mình giá 14 triệu nha bao rẻ cho chị mình luôn nha trả 14 triệu mẹ này nó mát sữa vô địch nha anh chị để con bò cái bò bơi mà anh chị hướng không đó bò mẹ này thì anh chị mình đích tiền thì anh chị mình đem về nuôi nha chỉ có 14 triệu bầu ba bơi ba tháng nha anh chị bao chữa nha bao khám bao lòi cho anh chị mình tứ đẻ luôn nha anh chị bao tật lỗi cho anh chị mình nha đó 14 triệu anh chị chỉ có 14 triệu nha đó 14 triệu đồng anh chị mình mua được một bò cái này nè chị thấy không bò này thì nói là mẫu bom bay lùng nha anh chị cao thước 15 bò nha rồi cô chú gì mình nâng thì cứ alo chốt cọc liền tay cho em nha anh chị